Lộ bằng chứng lừa đảo vụ quyên tiền cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mới đây, trên trang cá nhân của Quý Ta Hữu Thọ có đăng tải một đoạn video, trong đó người đại diện dòng Chúa Cứu Thế của Việt Nam khẳng định không hề nhận được bất kỳ một đồng tiền đô hay tiền Việt nào gửi về cho thương phế binh. Lâu nay, nhóm chống cộng cực đoan ở Mỹ và các nước khác vẫn sử dụng các chân rết khắp các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, Thái Lan, thậm chí cả ở trong nước Việt Nam, để huy động tiền ủng hộ gắn mác, ủng hộ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Số tiền họ thu được từ nguồn hảo tâm, ủng hộ của kiều bào trong và ngoài nước rất lớn, nhưng xem ra số tiền này chỉ để những kẻ táng tận lương tâm chia chác, chứ không hề phân phối theo mục tiêu kêu gọi ủng hộ. Trang cá nhân của Wita Hữu Thọ buộc lòng phải đăng tải một đoạn radio video để khẳng định rằng trong số 60.000 đô quyên góp được ở Mỹ vừa qua, chỉ tính riêng ở Mỹ, cho đối tượng thương phế binh ở Việt Nam không hề được chuyển về Việt Nam. Trong đoạn video có nhắc đến cả Trương Quốc Huy, một chân rết ở Thái Lan, cũng là người tổ chức chương trình quyên góp này, nhưng số tiền công khai trên mạng xã hội không hề được chuyển đến dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Vậy, số tiền công khai kia đi đâu? Trong khi các đối tượng vẫn công khai trên mạng xã hội để khẳng định tính minh bạch về nguồn gây quỹ, trong khi người nhận lại xác nhận và khẳng định không hề nhận được tiền. Đó là câu hỏi, nhưng đồng thời cũng chính là câu trả lời xác đáng, bóc trần thủ đoạn của những kẻ khoác áo chính trị, khoác áo dân chủ, vẫn sử dụng chiêu trò ủng hộ để mưu lợi riêng cho cá nhân. Thông qua đây, một lần nữa, chúng tôi cảnh báo đến những ai vẫn tin chiêu bài chống cộng, chiêu bài nhân quyền, tự do, dân chủ, chiêu trò tù nhân lương tâm, thương phế binh để lừa đảo tiền của những nhà hảo tâm. Không biết những người đã đóng góp ủng hộ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ nghĩ gì, và chính những người được thụ hưởng là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam nghĩ sao, khi họ lại là mồi câu để những kẻ khoác áo dân chủ lợi dụng lừa đảo. Lương tâm của những nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền thật trong sáng, công tâm, minh bạch, trong khi trên mạng xã hội họ vẫn ra giả khẳng định và vỗ ngực thề thốt không vì tiền, vì mục tiêu dân chủ, nhân quyền. Đã đến lúc những chiêu trò này chấm dứt khi chính những người trong cuộc lên tiếng, để mỗi người tự đề cao cảnh giác, tự kiểm chứng đối với những thông tin mà những kẻ khoác áo dân chủ